第261天 ngày hai t r ă 这反正美满谁劲哟没有面料很柔软蛮舒服的。没有面料狠 柔、软、蛮、舒服的，没有面料很柔软，蛮舒服的。没有面料很柔软，蛮舒服的。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。Đi dề cao gót, thần mỏi chân. 穿高跟鞋真累脚。Không rõ lắm，不太清楚。Thảm quá，好惨啊！Đi thang máy lên trên，坐电梯上去。Đuối đối。 chế tuổi để đâu phẳng nở tận mắt nhìn thấy chi nhánh đầu tiên sầu xiên nhìn dáng vẻ trông có vẻ khai nhạc dựng sẽ chịu thoải mái. Su phủ. Lên người. Sẵn sân. Liệu có trông béo hay không? Khuẩy bú khuẩy phẳng. Vừa lựa chọn. Căng theo. Sẽ trông chân ngắn. 会显推短, mở trên người,穿在身上, sai không thoải mái,不舒服, chất liệu vải rất mềm mại,面料很柔软,